Rồi ok mọi người nha. Trên tay mình đây là con Xiaomi 8. Đây màu xanh rất là đẹp mọi người. Đây, cái máy này hiện tại nó đang bị dính tài khoản Google nha mọi người. Đây. MIUI 11. Rồi, mọi người nhớ kết nối wifi nha. Chọn đồng ý, nhấn vào. Đấy, ở đây thì nó bắt nhập mật khẩu màn hình nhá, là hoặc là tài khoản Google nha mọi người. Thì máy này của khách thì khách báo là không nhớ mật khẩu cũng như tài khoản Google nha mọi người. Bây giờ mọi người làm theo mình nha. Rồi mọi người quay trở lại nha. Trở lại phần wifi á. Đấy, mọi người vào phần thêm mạng nha. Rồi mọi người chọn vào đây. Rồi mọi người nhập vào YouTube nha. .com. Rồi. Rồi mọi người nhấn giữ cho nó hiện lên cái biểu tượng như thế này nhá. Đây. Rồi mọi người nhấp vào biểu tượng này. Đây là nó vào được phần YouTube. Khi mọi người vào phần YouTube thì có phần vnroam.net bypass 2020 nhá. Rồi. Mọi người vào phần video này nhá, video này của kênh vnroam channel này. Rồi mọi người nhấp vào. Rồi mọi người xuống phần mô tả của video này nhé. Mọi người chọn đây vnroam.net này. Rồi mọi người nhập vào. Chọn thêm nhé. Rồi chọn Chrome này. Rồi chấp nhận nhé. Rồi tiếp tục này. Rồi tiếp theo. Không nhé. Rồi mọi người vào đây thì nhập vào đây và chọn là VNROM bypass này. VNROM bypass. Nhập vào phần 2021 ấy. Rồi. Tới đây thì cho phép hay không mình được. Rồi bây giờ mình thử vào phần setting thử xem thế nào nhé, để xem vào phần cài đặt mật khẩu màn hình xem thế nào. Hình vẽ. Rồi bây giờ mình sẽ chọn hình vẽ nhé. Rồi tôi biết. Rồi các bạn vẽ phải nhớ cái hình mình vừa vẽ xong nhé. Để ra ngoài mình sẽ mở. Rồi xác nhận. Thêm. Hủy đi. Chỉ cần mật khẩu, hiện tại mật khẩu đang bật này. Đấy. Rồi, mọi người trở về lại phần tài khoản Google nhé. Rồi. Bắt đầu tiếp tục. Kéo xuống chọn là đồng ý nha. Tiếp tục. Tiếp tục nha. Rồi, không sao chép. Rồi, bây giờ thì nó đã hiện ra vẽ mẫu hình thì mình hãy vẽ cái mẫu hình lúc nãy mình vừa tạo nha mọi người. Lúc nãy mình tạo chữ L, bây giờ mình sẽ vẽ chữ L vào.
Rồi, như vậy là có thể bỏ qua tài khoản Google nha mọi người. Mọi người có thể bỏ qua hoặc là tạo tài khoản luôn cũng được. Rồi bây giờ mình bỏ qua đi. Tí tạo sao cũng được. Rồi bỏ qua nhé. Tiếp tục bỏ qua này. Chọn chọn chủ đề mình thích đi. Không, cổ điển đi, nó đẹp. Rồi cài đặt fanpage nha mọi người. Hơi lâu tí, nó đang tải ứng dụng nên hơi lâu mọi người. Rồi rồi máy đã vào bên trong nha mọi người. Đấy, đây là mật khẩu lúc này mình vừa tạo này. Đấy, ok nha mọi người. Con này là bạn bao nhiêu ghi ta? Rồi cài đặt bổ sung. Thành viên. Đâu ra tin mày sách ứng dụng. Ủa nhớ làm đâu nhỉ? Tin mày hiệu sách. Cài đặt bổ sung ngôn ngữ khu vực màn hình chế độ tay, nó không hiển thị phần giới thiệu điện thoại mà. Okay. Máy này là bộ nhớ tổng 3 GB nha mọi người, đây là 18. Rồi ok, như vậy là đã xong và hoàn thiện nha mọi người. Đây là cách phá tài khoản Google khá đơn giản luôn mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video, like và đăng ký để ủng hộ để kênh mình được phát triển hơn nha mọi người, và có thể giúp đỡ được mọi người nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye, tạm biệt mọi người.